Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông chiều hôm qua ngày 3 tháng 1, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho rằng ngành thông tin truyền thông có vai trò quan trọng trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng. Vì thế, trong công tác tuyên truyền, cần tập trung thông tin chính thống, chủ động xử lý khủng hoảng truyền thông và thông tin chưa được kiểm chứng, chú trọng công tác thông tin đối ngoại xây dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Tiền Giang, tạo hiệu ứng tích cực trong thông tin truyền thông và sự đồng thuận của người dân. Ông Nguyễn Thành Diệu cũng đề nghị nâng cao chất lượng lĩnh vực bưu chính viễn thông về hình thức, nội dung, nhất là an toàn bưu chính, đảm bảo bí mật thông tin. Theo đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa bưu chính phải đồng bộ, chuẩn hóa. Theo báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường tham mưu giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết 08 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang, chú trọng nâng cao chất lượng và tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, đảm bảo cho trên 1.800 thủ tục hành chính đăng tải trên trang dịch vụ hành chính công của tỉnh. Hiện nay, ngành đã và đang triển khai thử nghiệm các ứng dụng số lấy người dân làm trung tâm, trung tâm giám sát, điều hành thông minh IoC, tổng đài dịch vụ công 1022, mạng di động 5G, thí điểm mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt, tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp tổ chức chuyển đổi số cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã trong toàn tỉnh, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách đặt hàng cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo áp bắc cung cấp sản phẩm dịch vụ công theo Nghị định 32 của Chính phủ.